Nếu ca sĩ Hà Anh Tuấn ủng hộ vật chất để cùng đồng lòng quyết tâm chống dịch COVID-19, thì ca sĩ Việt Tú, nhạc sĩ Tú Dưa và nghệ sĩ Phượng Dâu với sự sáng tạo đã thực hiện những sản phẩm nghệ thuật để lan tỏa, cổ vũ toàn dân chống dịch. Đêm vẫn dài, ngủ một chút đi anh. Ca sĩ Việt Tú vừa thực hiện ca khúc Ngủ một chút đi anh, sáng tác của Tô Văn để cổ vũ toàn dân chống dịch, với mong muốn bày tỏ sự kính trọng, ngưỡng mộ với sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Đảng và Nhà nước, các ban ngành cũng như những chiến sĩ quả cảm trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19. MV vừa ra mắt đã có hơn 51.000 lượt xem, hàng ngàn bình luận tích cực ủng hộ Việt Tú. Là điều cấp thiết, toàn đảng toàn quân, toàn dân ta đồng lòng. Hãy xoa tay vào con để nắm tay nhau được lâu. Trong khi đó, nhạc sĩ Tú Dưa đã viết lại lời trên nền nhạc của ca khúc Nắm lấy tay anh và đặt tên mới là Nắm tay qua đại dịch, mong mọi người đoàn kết tin tưởng vượt qua giai đoạn này. Trong thời gian tới, Tú Dưa có thể sẽ nhờ ca sĩ Tuấn Hưng thu âm một bản chính thức để có sự lan tỏa rộng rãi hơn. Dù có mảnh chơi riêng thì điều đó sẽ tốt cho chính bạn.